Hello, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với channel KTV. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cài đặt cái tiện ích ví Terra Station trên điện thoại smartphone. Rồi, quý vị hãy vào CH Play hoặc là App Store và đánh là Terra Station. Rồi, quý vị hãy tải cái Terra Station và quý vị lưu ý chọn đúng cái biểu tượng Terra Station. Ở đây tôi đã tải về rồi và tôi sẽ mở lên. Rồi, bước này quý vị có thể bỏ qua. Để tạo một cái ví mới, quý vị hãy chọn New Wallet. Ô thứ nhất, quý vị hãy nhập tên ví. Đó. Ô thứ hai, quý vị hãy nhập mật khẩu. Ô thứ ba, quý vị xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Rồi, nhập xong chọn like. Và quý vị hãy lưu lại cái dãy ký tự 24 này. Quý vị phải tuyệt đối giữ bí mật. Ok chưa? Đó, tôi sẽ lưu lại cái này. Rồi, quý vị chọn copy để lưu lại và cất giữ thật cẩn thận. Lưu xong, quý vị chọn vào I have. Ở đây quý vị hãy xác nhận là mình đã lưu cái dãy ký tự. Ví dụ ở đây là cái dãy thứ 6. Nó là cái từ gì này? Rồi, cái ô này là dãy thứ 19. Rồi, sau khi xác nhận chính xác, quý vị chọn confirm. Quý vị có thể cài đặt cái vân tay hoặc có thể bỏ qua. Chọn luôn vào cái Explorer. Rồi, vậy là cái ví đã được tạo xong. Quý vị để ý, ví địa chỉ sẽ bắt đầu bằng từ Terra. Quý vị có thể chuyển Terra từ các sàn về bằng việc copy địa chỉ ví hoặc lấy cái mã QR code. Ở đây quý vị có thể add các token mà nó chạy trên cái mạng lưới Terra. Quý vị cũng có thể swap trực tiếp trên cái ví này trong trường hợp quý vị có Terra để nạp phí. Quý vị cũng có thể staking nếu quý vị nắm giữ cái đồng Terra. Đây là một cái tiện ích, cái ví nó chạy trên cái mạng lưới blockchain của Terra và trên cái app của điện thoại smartphone. Trường hợp quý vị sử dụng máy tính thì nó sẽ có những cái tiện ích nó nhiều hơn đó, và nó sẽ đầy đủ hơn so với trên điện thoại. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.